Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Phan Minh Vlog. Thưa các bạn, từ ngày mùng 1 tháng 4 đến nay phong tỏa và cách ly xã hội đặt ra mọi người được yêu cầu là ở trong nhà. Nếu mà không có việc cần thiết thì không có đi ra ngoài. Thì hôm nay mình lên đây chia sẻ với các bạn trong thời gian ở nhà rảnh rỗi, mình chia sẻ với các bạn ba câu chuyện sau đây để các bạn cùng suy gẫm nha. Thứ nhất là câu chuyện chiến lược tình yêu. Một ngày nọ, người vợ có mái tóc dài bảo chồng hãy mua cho bà một chiếc lược mới để cô chải tóc được gọn gàng. Người chồng đã xin lỗi và từ chối người vợ. Ông nói rằng mình còn không đủ tiền để sửa chiếc đồng hồ đeo tay bị hỏng. Người vợ nghe vậy và không nói gì thêm. Hôm sau, người chồng đi làm. Ông qua tiệm đồng hồ và bán chiếc đồng hồ của mình với giá rẻ để mua chiếc lược mới cho vợ. Buổi tối, ông vui vẻ ngồi đợi vợ ở nhà với chiếc lược mới trên tay. Tuy nhiên, một lúc sau, ông vô cùng sửng sốt khi thấy vợ xuất hiện với một mái tóc ngắn. Thì ra, bà đã bán mái tóc của mình để mua cho ông chiếc dây đồng hồ mới. Những giọt nước mắt rơi trên má họ không phải vì những việc họ làm là vô ích, mà vì tình yêu sâu sắc mà họ đã dành cho nhau. Đây là câu chuyện nói lên là tình vợ chồng yêu thương nhau, biết chia sẻ và hy sinh cho nhau, cũng như quan tâm lo lắng cho nhau. Các bạn hãy ngẫm nghĩ xem có hạnh phúc hay không, dù cuộc sống không đầy đủ lắm. Thưa các bạn, đó là câu chuyện về chiến lược tình yêu. Và một câu chuyện nữa mà mình ngẫm nghĩ thấy rằng nó cũng là một câu chuyện mình nên là suy gẫm, học hỏi và có những cách cư xử cũng như là đối xử vợ chồng với nhau như thế này. Đó là câu chuyện miếng bánh mì cháy. Khi tôi lên 8 hay 9 tuổi gì đó, tôi nhớ thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn nướng bánh mì cháy khét. Một tối nọ, mẹ tôi về nhà sau một ngày làm việc dài và bà làm bữa tối cho cha con tôi. Bà dọn ra bàn vài lát bánh mì nướng cháy. Không phải cháy xém bình thường mà cháy đen như than. Tôi ngồi nhìn những lát bánh mì và đợi xem có ai nhận ra điều bất thường của chúng và lên tiếng hay không. Nhưng cha tôi chỉ ăn miếng bánh mì của ông và hỏi tôi về bài tập cũng như những việc về trường học như mỗi hôm. Tôi không còn nhớ tôi đã nói gì với ông hôm ấy. Nhưng tôi nhớ đã nghe mẹ tôi xin lỗi ông vì đã làm cháy bánh mì. Vì tôi không bao giờ quên được những gì cha tôi nói với mẹ tôi. Em à, anh thích bánh mì cháy mà. Đêm đó, tôi đến bên cha, chúc cha tôi ngủ ngon và hỏi có phải thực sự là cha thích bánh mì cháy không cha? Cha tôi tròn tay qua vai tôi và nói: mẹ con đã làm việc vất vả cả ngày và mẹ rất mệt, nên một lát bánh mì cháy chẳng thể làm hại ai con ạ. Nhưng con biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác hay không? Những lời chê bai, trách móc, cay nghiệt đấy.
Rồi ông nói tiếp, con có biết cuộc đời đầy rẫy những thứ không hoàn hảo và những con người không toàn vẹn. Cha cũng khá tệ trong rất nhiều việc. Chẳng hạn như cha chẳng thể nhớ được sinh nhật hay ngày kỷ niệm như cũng như một số người khác. Điều mà cha học được qua nhiều năm tháng đó là học cách chấp nhận sai sót của người khác và chọn cách ủng hộ những khác biệt của họ. Đó là chìa khóa quan trọng nhất để tạo nên một mối quan hệ lành mạnh, trưởng thành và bền vững con ạ. Cuộc đời rất ngắn, ngủ để thức dậy với những hối tiếc và khó chịu. Hãy yêu quý những người cư xử tốt với con và hãy cảm thông với những người chưa làm được điều đó. Trong bài này chúng ta rút ra được là trong cuộc sống bạn cần phải biết học cách cảm thông đối với điểm yếu, điểm mạnh, điểm hạn chế của người khác. Cảm thông với cuộc sống, tính cách của mọi người trong gia đình, bạn bè, vợ chồng sẽ giúp bạn có một cuộc sống dung hòa xung quanh. Sự cảm thông đó là bí quyết nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình. Câu chuyện này chính là bài học về sự cảm thông giữa người với người đó các bạn. Và mình sẽ xin tiếp tục một câu chuyện này nữa là để cho các bạn khi làm việc gì thì nên có sự suy nghĩ tích cực và làm việc thì hãy làm ngay, không chần chừ và đòi hỏi khi đủ điều kiện mới thực hiện. Đó là tựa đề là câu chuyện Hành Trang Lên Đường. Có một hòa thượng muốn đi học tập ở xa. Sư thầy hỏi, khi nào con đi? Hòa thượng trả lời, tuần sau con đi ạ. Đường xa, con đã nhờ người đan vài đôi giày cỏ. Sau khi lấy giày, con sẽ lên đường. Sư thầy trầm ngâm một lát rồi nói, nếu không thì thế này, ta sẽ nhờ các tín chúng quyên tặng giày cho con. Không biết sư thầy đã nói với biết bao nhiêu người, nhưng ngày hôm đó có đến vài chục người đem giày đến tặng, chất đầy cả một góc phòng thiền. Sáng hôm sau lại có người mang một chiếc ô đến tặng cho hòa thượng. Hòa thượng hỏi, tại sao tín chủ lại tặng ô? Và người đó nói rằng, sư thầy nói rằng hòa thượng chuẩn bị đi xa, trên đường có thể sẽ gặp mưa lớn. Sư thầy nói với tôi liệu có thể tặng hòa thượng một chiếc ô không? Cho nên tôi mang ô tới đây. Sáng hôm sau, thế nhưng hôm đó không chỉ có người mang ô đến tặng, đến buổi tối trong phòng thiền đã chất khoảng 50 chiếc ô các loại. Giờ học buổi tối kết thúc, sư thầy bước vào phòng thiền của hòa thượng và sư thầy nói, giày cỏ và ô đã đủ chưa? Hòa thượng trả lời, đủ rồi ạ. Hòa thượng chỉ vào đống ô và giày cỏ chất cao như ngọn núi nhỏ trong góc phòng. Nhiều quá rồi thầy, con không thể mang tất cả đi được. Hòa sư thầy trả lời, vậy sao được? Sư thầy nói, trời có lúc mưa, lúc nắng. Có ai tiên liệu được con sẽ phải đi bao xa, phải dầm bao nhiêu lần mưa gió. Nhỡ đâu giày cỏ đi rách hết cả, ô cũng mất, lúc đó con phải làm sao? Ngừng một lát, ông lại tiếp tục nói, trên đường đi chắc chắn con sẽ gặp không ít sông suối,
mai ta có thể nhờ những cái tín đồ quyên thuyền cho con mang theo nhé. Đến lúc này vị hòa thượng mới hiểu ra ý đồ của sư phụ. Hòa thượng quỳ mạp xuống đất, nói: đệ tử sẽ xuất phát ngay bây giờ và không mang theo bất cứ thứ gì ạ. Từ câu chuyện này, chúng ta có thể dễ dàng nhìn ra rằng khi bất cứ làm việc gì, điều quan trọng không phải là những vật ngoài thân đã được chuẩn bị kỹ lưỡng hay chưa, mà là ta đã đủ quyết tâm hay chưa. Có quyết tâm, vạch rõ mục tiêu, tất cả đều không còn là vấn đề, không còn là trở ngại nữa. Hãy mang trái tim của mình lên đường. Mục tiêu dù ở xa bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng đường ở ngay dưới chân mình. Hãy cứ đi rồi sẽ đến. Bạn cứ đi dù chỉ một bước, điều đó cũng có nghĩa là rằng bạn đã có thu hoạch. Chỉ cần đem theo trái tim lên đường, tất cả những vật ngoài thân khác tự sẽ đủ thôi. Kính thưa các bạn, những câu chuyện trên làm cho mình suy ngẫm nhiều và mình ngẫm nghĩ đến cuộc đời cần phải áp dụng những bài học trên. Đó là nội dung hôm nay mình chia sẻ với các bạn để cùng nhau suy ngẫm và áp dụng trong cuộc sống để rèn luyện bản thân là có một cái tư tưởng mới, có những tư tưởng tư duy tích cực và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Cảm ơn các bạn luôn đồng hành và ủng hộ mình. Hẹn các bạn lại video sau nhé. Mình sẽ chia sẻ tiếp những điều hay, ý đẹp trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn lại video sau.